Hello Hồ Tiền, nghe nói tối ngày hôm nay cưng gọi tên má su của anh hả Hồ Tiền? Rồi hôm bữa anh gửi cho cưng 7 tỷ rồi sao mà cưng không xài đi, mà cưng ngồi cưng lên cưng gọi tên anh với lại má anh hoài vậy Hồ Tiền? Mới gửi cho cưng 7 tỷ đó rồi cưng chưa có nhận được sao hả? Trời ơi, anh tháng này tháng 7 âm lịch đó, rồi anh gửi cho cưng 7 tỷ rồi cưng nhận chưa được hay sao mà cưng làm gì mà cưng tối nay cưng lên cưng la lên quá trời vậy bé hả? Bé Tuyền, nói nghe nè, thấy dạo này cưng phong độ bị xuống, có nghĩa là cưng đang cố tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng mà cưng rất là lo sợ đúng không? Thôi, nếu như mà trong trường hợp mình cảm thấy mình ấy quá đó thì thôi mình lặn đi, mình lặn đi chứ vài bữa rồi khóc lóc đồ này nọ mệt lắm gái ơi nha. Yếu thì đừng có ra gió, cho nên là thôi đừng có cố gắng cố gượng gì hết, anh khuyên cưng như vậy thôi. Cưng mà càng làm quá thì cưng đi xa nha bé đó, chỉ nhắc nhở cưng nhẹ nhẹ vậy thôi. Còn cưng 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 nói má anh hả, má su hả, má anh thì không có rảnh để trả lời cưng đâu, tại vì cưng không có đủ cái level, cho nên là má su sẽ không có thể nào mà trả lời trả vốn cưng được đâu bé Hồ Tiền ơi, cho nên thôi má su không có trả lời bé đâu bé, đừng có hy vọng là kéo má su nha. Thứ hai nữa là gán nhận 7 tỷ đi, gửi 7 tỷ không xài đi bà, hôm bữa mới đưa cho bà đó. Bây giờ Chí Cảnh sẽ nói về cái bà hoa hậu 7 màu nha mọi người, mọi người hãy nghe nha. Má đời ơi, có một cái cách sống nhân văn luôn thì vậy thì cô được không? Em cho chị hỏi, một cái đứa con nuôi người ta sinh về người ta nuôi và anh người ta nuôi nhưng anh người ta không có chăm sóc tại vì là đàn ông, cái người chăm sóc tận tình tặng đẻ nhất là cái bà cô sáu của nó đó. Má ơi, má 7 màu ơi, má 7 màu, tự dưng cái người anh sinh về không sinh về nuôi không có chăm sóc tại vì người ta là đàn ông. Đàn ông thì sao má? Sao má phân biệt cho đàn ông đàn bà đâu vậy bà? Đàn ông thì không chăm sóc được hả? Biết bao nhiêu người đàn ông người ta nuôi con người ta bình thường có gì đâu. Biết bao nhiêu người đàn ông người ta không có giống như kiểu mà vợ, một là vợ bỏ đi, hai là vợ mất đi, thì cái người đàn ông đó vẫn nuôi con gái đồ khôn lớn bình thường mà. Chứ đâu có cái lý do tự dưng bà kêu có một người đàn ông ẵm con về không có nuôi tại vì do là đàn ông. Tào lao, bà tào lao, tào lao, tự dưng người đàn ông sao? Bà bớt cái miệng bà nha. Biết bao nhiêu người đàn ông gà trống nuôi con, người ta nuôi con gái từ nhỏ tới lớn nè, ở trong kênh của Chí Cảnh nè, với lại kênh Tin Ba Miền nè, có bao nhiêu người đàn ông vẫn nuôi con gái được đúng không mọi người? Chứ không có cái lý do đã cha là không có không kiểu mà đàn ông mà không nuôi được con gái, đàn ông thì vẫn nuôi con gái bình thường chứ mắc mớ gì mà không có nuôi được là do là đàn ông. Ủa vậy đàn ông không có nuôi được con gái hả? Gì kỳ vậy? Trời ơi, cái thiên chức làm cha nó cao cả lắm, không có con trai con gái gì người ta nuôi cũng được hết trơn. Cái bà quá trời quá đất bà ha. Của nó đó, người ta tận tình chăm sóc nuôi nó, tức là cha mẹ của nó bỏ nó vứt nó ở bên đường á, người ta lụm về, người ta chăm sóc, người ta nâng niu, người ta yêu thương nó. Thấy... Sao bà biết người ta giục hồng lon? Sao bà biết người ta vứt hồng lon? Mà bà kêu là cha mẹ đẻ ra rồi vứt bên đường đồ, rồi hổng ai ấy đâu rồi lụm về. Sao bà hay quá vậy? Trời ơi, ở đâu mà lụm đâu hay vậy mẹ? Ở đâu mà có mà kiểu mà bỏ ra rồi lụm rồi ấy đâu được. Trời ơi là trời, bà làm như là bà đâu. Cái miệng quá trời quá đất, bởi vì bà bị như vậy là đúng rồi đó. Giờ ông cha nuôi của nó mất xuống, nó đối xử với em ruột người ta, mà cái người em ruột đó là chính tay của người ta nuôi nấng nó từ nhỏ cho tới lớn. Vậy thì Sao bà biết? Sao bà biết? Bà có ở trong 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 nhà Hồng Loan không? Bà có ở đâu ở dưới gầm giường không mà bà biết là chính tay cái người em đó là nuôi từ nhỏ tới lớn, săn sóc, chu đáo, nhiệt tình, phải như vậy không? Phải như vậy không? Trời ơi, chú là yêu thương Hồng Loan, lo hết những người làm đó, hồi xưa người ta nuôi chứ bà đó bà làm được cái gì mà bà làm như bà ở đâu ở dưới gầm giường nhà Hồng Loan vậy mà bà cái miệng quá trời vậy, hoa hậu ao làng. thì bây giờ nó đối xử, nó cho một cái đứa ăn cướp vô để đuổi người ta ra khỏi nhà. Ở đâu cho đứa ăn cướp vô vậy đuổi? Ở đâu cho đứa ăn cướp vô đuổi? Chị Ni làm gì có quyền mà đuổi mà bà kêu cho đứa ăn cướp? Chị Ni là chị góp ý thôi, chị góp ý là là nên đổi ổ khóa, và tại vì người ta cảm thấy là cái bà kia bà ăn nhờ ở đậu mà bà quyền hành quá,
bả đòi đồng sở hữu sở ơ, bả giống như chủ nhà thì người ta mới cho bả ra. Chứ ví dụ như bả mà được biết thân biết phận mà mình ở đờ ở nhậu kiểu mà ở nhờ ở đậu á, mà kiểu mà hiền lương á, thì ai mà đuổi bả. Tại bả ra vẻ, bả ra vẻ là bà chủ nhà, bả lúc đó là bả nắm chùm. Thì chị Ni cảm thấy rất là thương cho Hồng Loan, là tại vì con của chú mà bây giờ không có chút quyền hành gì hết để cho những người ở nhờ ở đậu đó lên nắm chùm. Thì chị Ni mới góp ý như vậy thôi, là thôi cho ao ra đó. Chứ người ta góp ý, còn cái chuyện mà Hồng Loan là cảm thấy như vậy hợp lý thì Hồng Loan cho ao, chứ cho đứa ăn cướp vô đuổi cái gì. Mỗi nhà đó là một cái cách sống nhân văn đó hả em luật sư? Đó là một cái cách sống thiện lương theo như em nghĩ, theo như cái cách nghĩ của em đó hả em luật sư Facebook? Chúng ta nhận được rất nhiều sự yêu thương của cộng đồng. Em biết lý do tại sao không? Người ta yêu thương ông chủ lắm, người ta yêu thương ổng, người ta nghĩ rằng cái đứa này đứa con ruột duy nhất của ổng, người ta thương ổng cho nên người ta muốn bảo vệ đứa con của ổng. Vậy thì bây giờ cái đứa đó có phải là con của ổng hay là con nuôi? Mình phải chứng minh. Con ruột con nuôi không quan trọng má ơi, miễn con hợp pháp là được rồi. Hồi xưa bà cũng nói như vậy đó má, sao bà kỳ vậy bà hoa hậu? Người ta thấy rằng là cái em con nuôi đó là bịa đặt vu khống gia đình em út của người ta. Bịa đặt vu khống nào? Hồng Loan bịa đặt vu khống cái gì? Trời ơi, bà kêu con nuôi em con nuôi, sao bà biết con nuôi? Ừ? Bà có chứng minh được không? Mà tôi nói bà nghe nè, ngày xưa chính miệng bà lên bà phân tích rồi, bà không cần biết con nuôi con ruột, miễn con hợp pháp thì người ta Hồng Loan ông là con hợp pháp thì người ta có quyền đó. Bà nhiều chuyện quá. Em nói ngược rồi. Ê, luật sư nói ngược, phải nó cũng đúng nha. Luật sư ăn ngược nói ngạo để lấy tiền mà. Bà nha, bà như vậy là bà xem thường cái nghề luật sư của người ta đó. Luật sư nào mà ăn ngạo nói ngược để lấy tiền? Luật sư là người ta phải nói đúng, luật sư mà phải cãi đúng thì nó mới thắng, còn ăn ngược nói ngạo thì làm sao mà cãi được. Chỉ có luật sư ngủ quên á, chắc là bà đang nói ngủ luật sư ngủ quên đúng không? Chứ tất cả luật sư là ta thường ta phải nói đúng sự thật, người ta phải giỏi, người ta phải hiểu luật đồ này nọ thì người ta mới bảo vệ được. Chứ ăn ngược nói ngạo mà đi đâu mà ra ngoài đó là thua hết rồi sao? Đúng không? Còn nói là vì sự thiện lương của chúng ta nên không có sự đề phòng để cho kẻ xấu nó làm thủ đoạn để tai hại mình. Nói ai vậy? Câu này nói ai vậy? Hả? Không có sự đề phòng. Mà trong khi đó là trong nhà của các em vô ơn đó thì có ai dĩ nhiên giúp em muốn bầu này không? Bà qua lại với ai? Qua lại với em. Em luật sư á. Rồi qua lại với ai? Là trong nhà đó có ai? Không còn con. Với lại ai? Cái con gái Mỹ. Đúng không? Rồi ai nữa? Hết rồi, không còn ai. Ngoài ra những kênh YouTube. Và những kênh YouTube làm sao biết được cái chiếu bay của các em múa cột này để mà tung thông tin ra ngoài để cho em múa cột bị bắt tại sân bay. Cho nên câu này em nên hỏi lại những người trong gia đình đó, trong cái người mà em nói em đang bảo vệ đó, em hỏi coi đứa nào lộ thông tin vậy bay. Bay chơi vậy là không có được nha bay. Bay chơi vậy là qua cầu rút ván là không có được nha bay. Em phải hỏi những cái đứa đó mới đúng. Chứ đằng này em nói là không đề phòng, vậy thì em nghĩ ha. Cho nên là cái câu này lên chửi là chửi sai rồi đó. Cho nên những cái đạo đức và những cái bài viết của các em luật sư Facebook này tôi đánh giá rằng là nó không có cái giá trị nhân văn. Nó cũng không có một cái giá trị công tâm và cái giá trị đạo đức nó cũng chả có nha quý vị. Cho nên làm dẹp đi, bỏ đi. Bỏ cái vụ mà lên cãi đời mà nói theo kiểu đạo đức đi. Trong khi đó đạo đức là thể hiện thực tế lối sống. Nó không phải là đạo đức trên sách vở và nó cũng không phải là đạo đức ở trên mình ngồi mình viết, hiểu không? Mà đạo đức mình phải thực hiện, mà thực hiện áp dụng trong cuộc sống của mình, đó mới gọi là đạo đức. Còn đạo đức trên sách vở thì nó chỉ là sách vở thôi nha. Ý bà là bà nói là giống như kiểu mà bà nó cho rằng là Hồng Loan là cái người đưa thông tin để người ta bắt chị Ni hả? Bà đó, tôi nói bà nghe nè, cái miệng bà vừa phải thôi. Cái bà hoa hậu le le đó đã đi rồi đó, coi chừng tới bà đó. Cái bà hoa hậu le le đi rồi đó, coi chừng cái người tiếp theo là bà đó. Bà lên bà biết cái gì? Bà biết cái gì mà bà lên bà nói theo kiểu mà Hồng Loan là cái người mà đưa thông tin rồi báo lịch trình rồi vậy? Trời ơi là trời, bà lên bà nói như vậy rồi bà cho rằng là Hồng Loan là cái người hại chị Ni hả? Bà kêu qua cầu rút ván đồ, cái miệng bà quá trời quá đất như vậy. Bà y như thể là bà đang ở đâu, ở dưới gầm giường nhà người ta hay sao bà biết hay vậy? Cho nên là bớt cái miệng mình lại. Tôi nói cho bà nghe nè, bữa hổm bà thưa 47-48 kênh phải không? Chưa ai bị gì hết trơn á. Chứ coi chừng bà đó nha, coi chừng bà đó, bà đi trước người ta đó. Cho nên là gán giữ gìn sức khỏe, gán sống đồ đi để mà hả ấy, để mà chờ cái ngày đi xa đó. Chứ cái bà kia là bà đi xa lắm rồi đó, là hoa hậu hoa ơ đồ, hoa hậu gì đâu mà cái miệng quá chói chang, cái miệng gì đâu mà nó chát chúa như vậy đó. Trời ơi là trời, tự dưng lên đổi thừa à, sao mà biết lịch trình lịch ơ đồ này nọ đồ rồi đổi thừa cho Hồng Loan. Người ta không có giống như bà, Hồng Loan là người ta tình chị em người ta đưa lên hàng đầu, người ta trọng tình cảm, chứ không phải giống như bà quay tới quay lui quay xuôi quay ngược đi hai hàng như vậy thì bà mới là cái người như vậy.
nghe chưa?